បាទហើយក្រុមការអភិបាលមែនទែនបាទខ្ញុំបាទជាអ្នកព័ត៌មានក៏សូមចូលរួមបាទរំលែកជាមួយគ្រួសារផងទុកបាទសោកបាទគឺបាទ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 ប
ແລະສະເລດ1 2 4 5 6 1ນັ້ນ 20 គុតបាទម្នាក់ហើយប្រុសដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូនោះគឺស្លាប់បាត់បង់យុវិតបាត់ទៅហើយដោយសារតែឡានហ្នឹងអាយ៉ៃធ្វើខុសឲ្យគាត់ពីទៅណាពីជើងទៅត្បូងហើយឡានហ្នឹងគឺអាយ៉ៃពីត្បូងមកជើងបាទហ្នឹងថាយ៉ាងម៉េចបានតាក់គ្នាបាទកិនមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហ្នឹងបាទបាទកិនស្លាប់បាទជាអកុសលមែនតើបាទជាអកុសលមែនតើ បាទប្រាប់ទៅពេលប្រហែលតែមិនតិចនឹងបើជែងតែមិនតិចនឹងគឺអាចស្លាប់បានខ្លួនឯងព្រះមេដៀងបាទតែការធ្វើប្រហែលតែមិនតិចនឹងបាទបើសិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នមកឃើញអាយ៉ែមកហើយយើងអាយគៀនឲ្យឡានអាយ៉ែផ្សិនល្អព្រះមេដៀងបាទដូច្នេះព្រះមេដៀងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទមុនបើកបោះបាទមើលមិនឃើញទេមិនថាផ្លូវទូផ្លូវធំផ្លូវលំផ្លូវបេតុងអីទេតែមិនប្រយ័ត្នគឺអាចស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាទឃើញទេដូចជាហេតុ
ហើយដោយសារតែការធ្វើប្រហែលហ្នឹងព្រមទាំងការធ្វើប្រហែលការចោមរួមមើលពីសំណាក់បងប្អូនជីវរដ្ឋនៅចំណុចទីតាំងខាងលើកំពុងតែចោមរួមមើលដែរជុំវិញហេតុការណ៍នៃការរណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទមកឡើងដោយរថយន្តក្រុងដំណើរអាចឲ្យហើយហើយទៅនឹងបច្ចុប្បន្នគឺក្រោយរថយន្តបានឡើងទៅមុខបន្តតាមយ៉ាងម៉េចបានមកតាក់ដៃយីកូទៅឬក៏យ៉ាងម៉េចបានបោកដល់ដួល បាទហើយបានរំលឹកមិនកាន់ស្លាប់លឿនតែម្ដងណាព្រមទាំងយើងនៅទីអកសលមែនតើដូចជាបានជំរាបចឹងបាទខ្ញុំបាទជាសេងគួងជាភ្នាក់ងារបស់អង្គការភាសារពរមៀន SBT កំពុងតែមានវត្តមានទីការផ្សាយផ្ទាល់នេះគ្រាន់តែចែកជូនជាដំណឹងដល់បងប្អូនជាប្រជាជនមានការប្រុងប្រយ័ត្នមិនថាផ្លូវលំផ្លូវគ្រោះក្រហមផ្លូវអីទេព្រមទាំងយើង តាមមិនប្រយ័ត្នតាមបន្តិចទេអាចធ្វើប្រហែលនឹងតាមនេះអាចបាទឆក់យកឲ្យជីវិតបរិញ្ញាបត្រទៅហើយតែជំនាញហាត់ការនៃករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងលោកបាទអាសញ្ញាពត់មកហើយណាបងប្អូនយើងបាទសញ្ញាពត់មកបដាបដាហើយហើយលើតែគាត់ជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងឃ្លាំងក្រោយនេះដែរទេព្រមទាំងមកធ្វើការនៅឃ្លាំងក្រោយនេះដែរទេបាទយើងមើលទៅទៅទៅបាទមិនសមទេផ្លូវនេះមិនសមឲ្យហេតុការនៃករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតម
tàu quạt chi phí khởi được dưỡng nó lại từ một ba mình đang thay rằng mất đang là ơi đuối nên phải mình dưỡng dưỡng cô dưỡng tha xong mình mất thay rằng mất đi cô quạt là ơi đi cô tiện đây cô chủng mũi la nó rằng mất ban ao quạt bao cái ba lắm thời ba được dưỡng cần tích ba làm rồi tích tem luôn được không con được dưỡng tem luôn là tập chi anh nói thầm tên là tiếp tăng chứ nó tăng lại lâu bị tông á nơi chút bởi đây ô cơ đế nâng sẽ cắt ô bị gom khăn tên cho cơ đế chuẩn bị trong phình và lời thế bởi chạp đi mau sốc lưu phải em nó toán là hôn nó bằng tư rộp và lại lưu là anh cây là sang tê la nâng và nâng tập đây sẽ cắt ô bị gom khăn tên cho cơ đế chuẩn bị trong phình và chung vinh hai ca này cả nơi của thân hạ chẳng hạn cho con lứa đó thì anh nói thầm tên là xuân cơ đêm sau đai con mái và hỏi dạ mà mấy chú khinh thật của xa quát mà đó không hết rồi chứ được như mang chủng nghiệp ở đây là đa dân mình tháp lời lùm lời tốt lời chít lời tê và khu nắc tay mình ta prong phụ giác ở bàn khu chủng ta bác bó khơi hết bà hai ta mình chí chí nữa rồi chứ và bà hai ta mình chí chí và khu ôi bởi rõ mà nhạc đại chìa mà chăng là tô hay luôn ca nghe này đồng khleng khleng cứ thở rụp dân nó giải đại bàn này ngày quát hư can nông khleng này và lại đi nhiều khơi ngay từ tập tiếp này chẳng nói tăng không lớn bằng một con ca áp nhau tam đen khơi ngay là một con gì đó chả ăn đen chẳng cần phải chăm rung mơ chung quanh hai ca này cả ngày của thằng ai chẳng có à chứ sai không là xa tai chứ mà ta chơi từ thọt mình bắt đầu tiếp chuẩn nguyên sạ sọ bàn tê rồi xa tai à bấm ram lên Facebook đó và giang nam anh dương thưa ca đẹp và to thiệt mà trật sai dương này thưa ca đã bị đỡ ở chuẩn nguyên sạ sọ bắt này qua làm miên bản thân hơi bây giờ mặt dương ban tu sửa nhà bản thân này hơi giống này mấy chú xe bắt đầu phong trai mình lấy chụp qua miền muốn đi chú nằm nằm ra bộ phong chụp qua khu vực hai cầm và ở quan minh ca prong bảy giác tây ban khu chụp khu ca bạc bóng ăn đập lây lông lây tu ba chê như mình ai nữa chạy đón thì mưa mình khơi giật tha hết mưa mình khơi khoác ca prong bảy giác tây mình tết chơi nhà bảy mặt dương mà đôi khi mang chụp miệt ai chạy vô ở giữa chỉ vật mà đòi mình nhẹ đã cầm tung tay phu ca này không khen nữa và slap mặt cả hai và ở dưới mặt đang đặt quạt mua ấy tê hay luôn nơi ở na cái dương mình toàn năng ná rồi sao tay dương mình ai phu ca bắt cầm thư chuẩn nuôi nó một ôm chi vật mà mang đi và còn nó qua là mình bắt thăm ở dưới mình tôi bán đặt quạt phu ca này không khen nữa thời ban dương cần slap nữa nữa và tam bất được dân công tình na này có thể giải thôi khỏi nó cứ vô cái bán tới đã không khen khỏi nữa và quá chi cam một cô bằng ra càng như là nông khang nông bưu cái này phải mà chưa mà
ហើយយើងគិតថាមានវត្តមានសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានមកដល់ទីតាំងខាងលើហើយឥឡូវតែសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍ទេបាទនៅវត្តខាងណោណាបាទចូលរួមសោកស្ដាយជាមួយក្រុមការងាររបស់គាត់ក៏ដូចជាសាច់ញាតិរបស់គាត់ផងដោយសារតែការបាត់បង់សមាជិកនៃគ្រួសារបាទហើយយើងឃើញហើយការបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារដោយ សារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើណាបាទបានឆក់យកជីវិតបរិសុទ្ធអ្នកបាត់ទៅហើយបាទដោយសារតែហេតុការណ៍នៃករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើហ្នឹងបាទខ្ញុំមកជាអ្នកព័ត៌មានក៏សូមមកចូលរួមសោកស្ដាយផងហើយជាមួយនឹងសាច់ញាតិគ្រួសារសពផងមកព្រះមិត្តយើងបាទសូមចូលរួមសោកស្ដាយផងបាទឱកាសហេតុនៅវេលាម៉ោង 10:00 ត្រូវនឹងយប់ថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2023ណាបាទ បាទជួយសារទាំងអស់គ្នាព្រះវិញ្ញាណជុំវិញហេតុការណ៍នៃករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បង្កឡើងដោយរថយន្តកុងតឺន័រមួយគ្រឿងនឹងបានរាយការណ៍កាន់និងម៉ូតូស្គូពីរ បាទសូមបញ្ជាក់ថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅតាមដងផ្លូវបេតុងក្នុងសង្កាត់អូបេកមខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញនេះបាទបណ្ដាលឲ្យបរិសុទ្ធវ័យចំណាស់ម្នាក់នោះគឺស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតមកទៅហើយការពីវេលាម៉ោង 10:30ព្រំបីនាទីយប់ថ្ងៃទី 1 ខែអកក្កដាឆ្នាំ 2023បាទដែលខ្ញុំបាទជាអ្នកព័ត៌មានកំពុងទៅធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ហ្នឹងព័ត៌មានបឋមហ្នឹងយើងធ្វើបានថារថយន្តកុងតឺន័រហ្ន
ហើយបានជែងដែលរជនខ្ញុំពឹងតែរយ៉ាយក្រោយនឹងមិនដល់ឲ្យទួលបាទបោកក្បាលនឹងខ្នល់ត្រូវបានរជនកងតំណឹងកិនស្លាប់តែម្ដងព្រមទៀងបាទសូមចូលរួមបាទនេះជាព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានយ៉ាងណាមិញយើងឃើញហើយសញ្ញាតគាត់គុណនៅកន្លែងគាត់ដែរដោយសារតែយើងមិនអាចធ្វើការបោះសម្ភារណាមួយបានទេបាទរាល់ពលរដ្ឋមានលំអិតយើងនឹងធ្វើការអាប់ដេតបន្តទៀតបាទយើងធ្វើការអាប់ដេតបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើនព្រមទៀងខ្ញុំបាទ អាចពិនិត្យងាររបស់អង្គភាពអសារព័ត៌មាន SBT បាទផ្សាយស្នាជាតិក៏សូមអរគុណកាយគោរពលាបាទមានកំហុសឆ្គងត្រង់ណា